bạn từng gặp người phụ nữ nào ti tiện vậy chưa? Vì chồng thường đi xa dài ngày, để níu kéo trái tim người chồng, bắt em trai chồng thay chồng, lấy một bà vợ ba trẻ trung xinh đẹp, mà không biết hành động này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời bà ba. Chuyện là bà cả không thể sinh con, luôn bị lão gia lạnh nhạt, bỏ rơi ở vườn quýt dưới quê. Chỉ vì một câu nói của chồng, làm bà khốn khổ đợi hơn chục năm. Khi nào chàng quay về, thiếp chờ chàng. Khi nào quýt chín ta về. Chớp mắt đã đến mùa thu hoạch quýt, nhưng lão gia vẫn thoái thác bằng đủ lý do, không chịu về nhà, còn lấy một cô kỹ nữ xinh đẹp ở thành phố. Bà cả không an tâm về chồng mình, cho cháu gái và người hầu mang quýt chín tươi mọng đến thành phố thăm lão gia. Nào ngờ cháu gái phát hiện ra bác mình đã lấy vợ hai trên thành phố, có lẽ đó là lý do mà ông không về nhà lần nào nữa. Còn bà cả vẫn mỏi mắt trông chờ ông về. Quýt chín rồi, nhất định ông ấy sẽ về. Bác ơi, bác ấy sẽ không về đâu. Cháu gái không nỡ nhìn bác mình sống trong mộng mị, đành phải nói thẳng ra chuyện bác trai đã lấy vợ hai. Nào ngờ bà cả nghe xong không hề tức giận, trái lại bà còn trách cái bụng mình không động tĩnh, không đủ khả năng sinh con cho lão gia. Bà thầm thề rằng năm nay nhất định phải kéo lão gia về nhà. Thì ra bà tình cờ gặp được một cô gái nhà nghèo, thấy cô trông khá giống bà hồi trẻ. Thế là bà mới nảy ra một suy nghĩ táo bạo. Bà không chỉ trả nợ thay cho gia đình cô, còn giúp cô gái mai táng mẹ mình. Bà quyết định để cho cô làm bà ba trong gia đình mình, và phải níu kéo được lão gia trước khi bà hai mang thai. Sau đó bà khẩn cầu em chồng, Diệu Huy, thay lão gia lấy Tú Hòa làm vợ. Diệu Huy lo lắng vợ chưa cưới của mình sẽ biết chuyện, nên một mực khước từ, nhưng không chống lại được trêu rơi nước mắt của bà. Diệu Huy cuối cùng vẫn phải đồng ý thỉnh cầu của bà, nháy mắt đã đến ngày thành hôn. Bà cả vui mừng chuẩn bị lấy vợ ba cho chồng, còn vẻ mặt của Diệu Huy thì đầy miễn cưỡng, nhưng khi anh vén khăn trùm đầu đỏ lên, Diệu Huy đã hoàn toàn bị thu hút bởi cô gái xinh đẹp bên dưới tấm khăn này. Tú Hòa vốn không tin vào tình yêu thì cũng dậy sóng trong lòng. Cái hôn lễ hoang đường này thật sự có níu kéo lão gia được không? Đến tối hôm đó, bà cả biết nhà Tú Hòa rất nghèo, lại vừa mới mất mẹ ruột, cho nên đã chu đáo chuẩn bị của hồi môn cho cô, không để cô chịu khổ ở nhà. Còn nói với cô, từ nay về sau, nơi đây sẽ là nhà chung của họ. Hai người có cùng một mục tiêu, đó là đợi khi lão gia quay về nhà, Tú Hòa phải mang thai cho lão gia, cố gắng níu giữ người và trái tim của lão gia ở nhà. Điều này khiến Tú Hòa khó chấp nhận, nhưng từ khi Tú Hòa được gả vào nhà họ Dung, chưa từng gặp chồng mình, điều duy nhất thấy ấm lòng, đó là bà cả đối xử với cô như là con gái ruột. Bản thân lão gia ở thành phố đã có người đẹp của mình, liệu bà ba mà bà cả lấy cho ông có lọt vào mắt xanh của ông? Bà cả nhờ Diệu Huy vào thành phố, mời lão gia về nhà gặp bà ba mới đến. Mặc dù lão gia không muốn về, nhưng nghe lời em trai khuyên nhủ, ông vẫn quyết định về xem sao. Nhưng khi ông báo tin này cho bà hai, rằng mình sẽ về quê xem bà ba thế nào, thì bà hai hốt hoảng cả lên. Bà ta sợ rằng ông sẽ bị bà ba dụ dỗ đi mất, lập tức diễn khổ nhục kế, khóc lóc nức nở níu lão gia ở lại. Nhưng ý lão gia đã quyết, bà bèn xông ra khỏi phòng, trèo lên lan can tầng 2 định nhảy xuống. Không ngờ lão gia không thèm dỗ dành bà ta, ông bảo bà ta muốn nhảy cứ nhảy, bỏ mặc bà hai rồi cứ thế mà đi. Nhìn lão gia đi không thèm ngoảnh lại, bà hai như chết trong lòng, rồi bà quyết định nhảy xuống. Lão gia thấy vậy bèn quay lại ở cùng với bà hai, vì vậy ông bèn cho em trai mang máy ảnh về nhà, chụp vài tấm ảnh của bà ba đem tới cho mình xem, để cho Tú Hòa không hồi hộp khi gặp lão gia. Bà cả cho Diệu Huy đóng giả làm lão gia, dạy cô cách chào và cầm gậy cho lão gia. Hai người đều làm cho đối phương rung động, cả hai đều hồi hộp khác thường. Nghe nói lão gia sắp về nhà, sáng ngày hôm sau, bà cả bảo bà ba mặc lại chiếc áo cưới, ngồi lên kiệu hoa, đến con đường mà lão gia phải đi qua để đợi ông, nhưng đợi mãi mà không thấy lão gia đâu cả. Vì ngồi đợi lâu quá, bà ba bước ra khỏi kiệu hoa. Bà bả nhìn thấy bà ba tự đông bước ra khỏi kiệu, bèn bảo cô mau quay lại. Đợi đến trời tối vẫn không thấy lão gia, Diệu Huy khi biết anh trai cả không về, không nhịn được mà nói, tốt quá rồi. Câu nói ấy khiến bà cả khó chịu. Chớp mắt vào ngày trôi qua, lão gia ở thành phố nhìn tấm ảnh bà ba được gửi đến, có vẻ rất hài lòng với cô gái mặt mày thanh tú này, vì vậy quyết định ghé về vài ngày xem sao. Bái đường thành thân lại lần nữa với bà ba, biết tin lão gia sắp trở về nhà, người trên kẻ dưới trong Dung gia đều rộn ràng. Bà cả đặt hết hy vọng của mình gửi gắm lên người Tú Hòa, nhưng Diệu Huy lại muốn chuộc tội cho lỗi lầm đã phạm phải. Anh nói với Tú Hòa, vận mệnh của mình phải do mình nắm giữ, nếu Tú Hòa không đồng ý muốn ở lại thì anh có thể giúp cho cô rời khỏi đây. Nhưng Tú Hòa không muốn phụ ân tình của bà cả. Cháu gái Uyển Tình thấy Tú Hòa cả ngày cứ ủ rũ, không nỡ lòng nhìn cô gái xinh đẹp như cô lại rơi vào tay ông bác của mình. Thế là cô bàn bạc với Diệu Huy giúp Tú Hòa chạy trốn. Sau đó hai người khẩn thiết khuyên bảo cô, Tú Hòa quyết định trốn khỏi Dung gia, đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Nào ngờ vừa đến ga tàu hỏa thì đúng lúc chạm mặt đại lão gia đi về. Đúng là số phận trêu ngươi, không thể thay đổi được. Hai người đành phải ngoan ngoãn đi theo lão gia về nhà. Quay trở về nhà, Tú Hòa làm theo chỉ thị của bà cả, bưng một bát canh hạt sen cho lão gia. Tú Hòa sợ tới nỗi tay run cầm cập, tay cầm không vững. Sau đó trên bàn ăn, mọi người bàn bạc làm thế nào tổ chức hỷ sự cho lão gia. Đúng lúc này cô cháu gái đột ngột xuất hiện, đòi công bằng cho bà ba. Nếu Tú Hòa không chịu thì sao?
không chịu cái gì? Không chịu lấy bác. Bác lấy người ta có thèm hỏi câu nào đâu. Gặp còn chưa gặp, người ta không thích bác thì sao? Vừa nói dứt câu, không khí trở nên lạnh băng. Bất ngờ lão gia lại nói, nếu như Tú Hòa không chịu lấy thì có thể đi bất cứ lúc nào. Vì thế mà Uyển Tình hỏi Tú Hòa trước mặt mọi người, có đồng ý lấy lão gia không? Tú Hòa không biết trả lời ra sao, quay đầu bỏ chạy. Bữa cơm kết thúc trong ngại ngần, lão gia tức giận chỉ trích bà cả, không dạy quy tắc cho Tú Hòa cẩn thận. Diệu Huy thấy vậy bèn chạy theo chặn Tú Hòa lại, anh nói cho dù cô đưa ra quyết định gì, anh cũng sẽ mãi ủng hộ cho cô, vì dù gì cũng là anh đã rước cô vào Dung gia, giờ đây cô không hạnh phúc cũng có một phần trách nhiệm của anh. Nhưng Tú Hòa không muốn làm cho bà cả thất vọng, chỉ làm theo sắp đặt, tiếp tục ở lại Dung gia. Vào ngày thứ hai, lão gia bái đường cùng Tú Hòa, Tú Hòa chính thức trở thành bà ba. Lúc động phòng, Tú Hòa hồi hộp ngồi trên giường, nhìn lão gia bước vào, cô hoảng hốt đứng bật dậy khỏi giường. Không ngờ lão gia chẳng nói gì cả, tự mình cởi hết quần áo rồi đi ngủ một mình. Tú Hòa dựa vào bàn ngủ như thế cả đêm, mới sáng sớm, bà cả nghe chuyện này, tức tối chạy đi chất vấn Tú Hòa. Đêm đầu tiên tân hôn, một mình dựa vào bàn đến lúc trời sáng. Sao cô làm vậy, cô không vừa lòng với tôi hay là có thù với cái giường? Tú Hòa biết mình đã sai, quỳ cái rục xuống đất, nói mình không làm được. Cô sợ hãi lão gia, ngay cả nhìn cũng không dám. Cầu xin bà cả đừng ép buộc cô nữa. Nhìn Tú Hòa rơi nước mắt rất tội nghiệp, bà cả cũng lại mềm lòng, lại tung chiêu trò thao túng tâm lý. Ta không ép cô nữa, bất đắc dĩ thì trả lão gia lại cho con kỹ nữ kia, đợi một ngày cô ta có con với lão gia và lập được công lớn, chỉ e là lão gia đem mọi thứ của Dung gia cho cô ta. Vườn quýt rồi cả căn nhà này đều bị cướp đi hết. Nhìn vẻ mặt bà cả cực kỳ đáng thương, Tú Hòa lại mềm lòng, đành đồng ý sẽ động phòng với lão gia vào tối này. Cứ theo những gì bà nói, con sẽ hầu hạ lão gia, nhất định không thể bà thua ả kỹ nữ trong thành phố.